Rồi hôm nay chúng ta sẽ ôn tập và trước bài. Thì như lần trước mình đã nói là anh em phải làm sao nó tự giác được trong cái việc mà chúng ta sẽ học tập. Tại vì cái quá trình học tập nó còn sẽ là phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức mà trong cái video clip mình đã record. Đấy. Thì hiện tại là chúng ta hãy cùng review lại nhé. Review lại những cái kiến thức mà ở trong khoảng 10 cái video đầu thì mình sẽ cùng mọi người chữa qua đấy. Thì các loạt video về sau ấy thì sẽ có những cái video mà về mình đang hướng dẫn tất cả các bạn là đang về kiến thức căn bản, về kiến thức nâng cao, thì mình sẽ đã tổng hợp được cho các bạn vào một cái gọi là Google Drive đấy. Thì kiến thức này thì mình sẽ gửi lên trên cho các bạn nhé. Tức là cái việc mà sẽ có những kiến thức mà luồng căn bản và nâng cao đấy, còn những cái kiến thức về nâng cao hơn thì mình sẽ gửi link driver cho các bạn đấy qua group đấy. Những bạn nào trong group sẽ vào link driver để theo dõi được cái bài giảng của chúng ta đấy. Còn YouTube thì hiện tại mình đang hoàn thiện là một số những cái video mà mình căn bản thôi, nhưng còn một số video nâng cao thì mình vẫn chưa up lên, thì ở đây mình sẽ phân tách ra để cho các bạn có thể theo dõi. Rồi chào anh em. Rồi đó, thì ở đây thì mình sẽ đi qua một loạt những cái video về thứ nhất là mình muốn hỏi là trong đây về HTML và CSS thì các bạn đã nắm được chưa nhỉ? Các bạn nào còn chưa nắm được HTML CSS không? Các bạn nào còn chưa nắm được HTML CSS không? À, tức là mình chưa thấy bạn nào rep lại đúng không? Ok, thì hiện tại nha. Thì trước khi ok, phần CSS hơi đuối đúng không? Rồi mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi vòng bước điểm danh chút nhé. Chúng ta sẽ điểm danh một chút đấy. Thì với những cái mình sẽ lưu lại những cái lịch sử mà chúng ta sẽ học tập để xem biết là mọi người học tập hiệu quả ra sao, để có những cái cải tiến giúp cho mọi người học tập hiệu quả hơn đấy, đồng thời xem là những cái cố gắng của các bạn đến lúc nào nha. Thì đầu tiên mình muốn ở đây đúng không, bây giờ mình sẽ điểm danh cho những bạn có đây, là đầu tiên là Nam Nguyễn đúng không, Nam Nhật Cường Tạ Tuấn và Thái Phạm đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ điền danh nhé. Nam này, Cường này, Nam Cường này, Tạ Tuấn này, Thái Phạm này. Nam Nhật Cường Tạ Tuấn Thái Phạm rồi. Có 5 bạn không? Nam Nhật Cường Tạ Tuấn Thái Phạm. Ok, thì bây giờ mình sẽ lộ trình hôm nay mình sẽ chữa về phần đầu tiên, đó chính là phần HTML và CSS. Đấy, thì nhiệm vụ tuần này là mình sẽ chữa về cho các bạn là biết thế nào là responsive này, những cái gì là nâng cao trong phần HTML CSS này, và cùng mọi người đi qua một cái, những cái bài tập nhá, bài tập để mình chữa xem là mọi người sẽ làm việc ra sao nhá. Thì bài link bài tập ấy, link bài tập thì các bạn người có thể xem đây, notemi.vn bài tập đấy.
Thì đây chính là cái kho bài tập của chúng ta. Đây nhá. Doremi.vn bài tập. Ok, như mọi người thấy là chúng ta có khá nhiều là bài tập ở đây đúng không? Thì ở đây đầu tiên là HTML thì mình đi qua một chút nhé. Về HTML thì chúng ta sẽ có những cái thẻ đơn giản như là thẻ A này, thẻ P này, đúng không? Tiến là mình kia là thẻ A, thẻ P, thẻ div. Đấy. Rồi những thẻ căn bản như là thẻ image, thẻ HR, BR, rồi thẻ form, đúng không? Input. Đấy. Mình chỉ chia ra thành cái hai phần để mọi người nhớ nhớ rõ thôi. Đó là cái về những cái thẻ HTML trang trí bình thường. Và những thẻ HTML là một để chúng ta có thể động đến như là DOM à, và form ấy, form đăng nhập ấy. Rồi. Thì đầu tiên chúng ta luôn là tạo ra một cái khung. Đúng không? Một cái khung này. Đấy. Trong một cái khung này thì bắt đầu là mọi người sẽ làm sao? À, phím tắt là các bạn để chấm than nhé, chấm than cho mình. Đấy. Và trong cái khung này thì đây chính là nơi chúng ta code, đúng không? Còn đây là cái title của chúng ta. Vậy là xong. Bây giờ mình sẽ cùng mọi người đi qua một số những cái bài tập căn bản về HTML xem là mình cần phải làm những cái gì. Ở đây vì các bạn đã học rồi, đúng không? Ở trong những cái video ấy thì mục đích là mình sẽ hướng dẫn là cho các bạn là các bạn đã học qua. Thì là mình sẽ chữa qua những cái bài tập và ứng dụng nâng cao hơn. Đấy là những cái gì mà chúng ta sẽ học vào cuối tuần. Đấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm tất cả những cái bài tập như là hãy triển khai cái này, đúng không? Thành một cái giao diện y hệt như hình bên. Đấy, mình nhìn thấy đây là một cái tài liệu. Đấy, đây là một cái tài liệu trên mạng thì đây, mình sẽ gõ theo. Chủ yếu bài tập này thì giúp cho mọi người biết cách là sử dụng những cái thẻ mà nó xen lẫn nhau. Đấy, trong có phải in nghiêng in đậm. Đấy, thì đây là mình đầu tiên là nhìn thấy cái in đậm này không? H1. Đấy, danh sách bài tập. Tiếp theo dòng vì đây là nó xen tận nó ra giữa đúng không? Khi mà nó ra giữa thì chúng ta hãy bao lấy một cái thẻ là thẻ center. Đấy, trong trường hợp mà các bạn chưa biết là về CSS thì chúng ta phải dùng cái thẻ center này để ra giữa. Tiếp theo nữa là mình gõ ngon nguyên này, bài 1 này. Đấy, và vân vân vân. Và đến lúc mà khi chúng ta nhìn thấy là có cả in đậm đó, in đậm thì chúng ta sẽ làm một cái đoạn này như sau. Đấy, và cuối cùng lại có gì in nghiêng không, in nghiêng thì ở đây chữ bài một nó đại diện rồi, vậy nên là ở trong trường hợp này thì mình sẽ chỉ làm ví dụ về một dòng đầu tiên thôi. Ở đây nếu như để mà in nghiêng thì chúng ta sẽ dùng thẻ gì? Thẻ y đúng không? Đấy, y sẽ giúp cho các bạn là in nghiêng. Và đồng thời in đậm thì chúng ta sẽ dùng thẻ gì? Thẻ b. Đấy, để chạy một cái chương trình thì mình đã hướng dẫn rồi đúng không? Ok, và chúng ta xong được bài đầu tiên, tức là in nghiêng và in đậm. Thì đây chúng ta dùng những thẻ HTML thuần thôi, giống như thẻ đây là thẻ B để in đậm, in nghiêng là thẻ thẻ y, và để in nghiêng và in đậm thì chúng ta lồng cả thẻ B và thẻ y vào lẫn nhau,
tức là nha, thì chúng ta lồng vào thẻ lồng vào nhé. Đầu tiên là các bạn để thẻ là y, sau bên đó là thẻ b đấy, lồng vào mũi dao này là lập tức nó sẽ im nghiêng và in động đấy nhá. Ok, trà bùi nước Nam thì anh em cố gắng online sớm cho mình nhé, online đúng giờ để mình có thể hướng dẫn cho mọi bạn. Thì hiện tại mình đang chữa bài tập về HTML đấy. Thì về kiến thức ấy, thì chúng ta sẽ đã học trong các video rồi đấy. Mục tiêu của mình ý, là anh em phải chủ động học được những kiến thức của trong video đấy. Có khó khăn gì thì anh em sẽ mình sẽ hướng dẫn trong lúc quá trình học, và cuối tuần chúng ta sẽ thực hành là nhiều, thì mình sẽ hướng dẫn nhiều trong cái phần các phần thực hành nhé. Rồi, quay lại bài tập là chúng ta tạo ra cái form như này không? Bài số 2 tạo ra cái form username, password và click me, đúng không? Rồi, đơn giản thế thôi. Và mọi người chú ý này, tất cả cái form này nó thẳng hàng đúng không? Nó thẳng hàng với nhau. Thì đầu tiên mình cứ tạo ra một cái form trước đã đúng không? Là username. Để nhân đôi dòng ấy, thì mọi người ấn cho mình phím là Alt shift xuống. Đây là Alt shift xuống để nhân đôi một dòng đó nhanh hơn nhá. Ghi nhớ là Alt cộng shift xuống cộng mũi tên xuống ấy. Đấy, đây là cách mà chúng ta sẽ làm sao nhân đôi một dòng. Rồi, ok, chúng ta tiếp tục button click me đúng không? Rồi, chúng ta có một cái giao diện này. Bây giờ chúng ta cùng xem có giống không nhá. Các bạn thấy là tất cả những cái dòng này đều ở trên một dòng. Tại vì sao? Tại vì cái thuộc tính của nó là display inline, thì cái này thì trong CS thì mình đã giải thích rồi. Đấy. Thì ở đây muốn xuống dòng thì anh em phải chọn một cái thẻ là thẻ BR. Vào người cùng nhìn. Rồi, chúng ta đã xuống được dòng nhưng làm sao? Cái thẻ này nó không thẳng hàng. Như đây thì mọi người thấy là nó làm sao nó thẳng hàng với nhau đó. Thì để thẳng hàng hơn ấy, thì mọi người sẽ dùng cho mình một cái là tất nhét tất cả như thằng này, hai cái này vào trong table thì tốt hơn. Đấy, table nhá. Thẻ table thì mọi người đã biết rồi đúng không? Ở đây là cái dòng này gồm có bao nhiêu, một hàng, hai hàng, ba hàng, gồm có mỗi hàng hai cột. Đấy, thì mọi người nhét vào một cái gọi là ba hàng hai cột cho mình. Đấy, thì đầu tiên là table. Đấy, ba hàng hai cột nó sẽ ra sao? Đấy, thì nhân ba là sẽ ra được ba hàng. Đấy, hai cột thì mọi người có hai cột là thôi. Rồi, và chúng ta sẽ nhét từng phần một vào nhé. Đầu tiên username, sau đến là input, password, input tiếp đó, cuối cùng là button click me. Đấy, đấy là chúng ta đã xem xong được cái phần HTML đó, đã thẳng hàng rồi đó. Rồi, tiếp theo bài số 3 là gì, sao tạo ra một cái table như trên đúng không? Cái này cũng khá đơn giản thôi, tạo ra một cái table. Đấy, tạo ra một cái table bao nhiêu hàng, ba hàng, mỗi hàng ba cột. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chỉnh sửa tên luôn cách vị trí viết tắt này, ba hàng nó ba hàng tr nhân ba. Đấy, nếu như bạn nào mà muốn viết tắt hơn nữa ấy, là ba cột sẽ là suy ra là bên trong trực tiếp này sẽ là tr nhân ba. Cái này thực ra là nó cũng không quá là quan trọng của các bạn đâu nhá. Đấy, ba hàng ba cột thì em hướng dẫn cho các bạn nào mà thực sự muốn dùng cái phím tắt thôi. Rồi, username password đó, username
Đặt luôn. Address luôn. Hàng đầu tiên đã xong. Thứ hai là Udemy. Đấy, mình cứ viết nội dung vào đã, sau đó mình sẽ chỉnh sửa sau. Số 1 và Thái Hà thôi. Rồi, mình copy vào. Đốt JS và số 2 và Hà Nội. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem này. Nó không có gì đặc biệt đúng không? Đấy, không có gì đặc biệt cả. Vậy thì đầu tiên mình sẽ cho nó cái chiều rộng và cái border của nó ra. Ở đây mình sẽ nhìn thấy border. Ở trên thằng border ở trên table nhé. Đấy, đúng không? Và bây giờ làm sao để cho cái chữ này index? Thì mình nói luôn với các bạn ấy, thường cái thẻ này này thì mình sẽ cho thẻ B vào đúng không? Thì ở trong trường hợp này các bạn hoàn toàn có thể thay thế cho mình bằng một cái thẻ mới. Và các bạn hiểu là nó chính là cái thẻ là thẻ TH nhá. Hôm nay chúng ta học thêm thẻ là thẻ TH. Thẻ TH đó chính là thẻ table header, tức là cái thẻ tiêu đề của một cái table ấy. Đấy, lập tức là nó in đậm luôn cho mình. Đấy, các bạn thấy là in đậm luôn. Rồi thì tương tự thì mấy cái thằng này đó, thì các bạn chú ý cho mình là in đậm mỗi chữ AB thôi. Đấy thì các bạn cái khó là phần này thôi. Thì ở đây các bạn chỉ cần cho chữ là span vào hoặc là cho thẻ B vào. Thì thôi, đơn giản là cho vào thẻ B thôi, chứ không có gì nó phức tạp. Và khi các bạn thấy là nó in đậm ở phần nào thì mình cho thẻ B phần đấy, vậy là nó in đậm. Đúng không? Thì tương tự cái tất cả đúng này thì cũng in nghiêm. Rồi phần này tiếp theo là tạo danh sách lớp là UL và LI. Đó. Cái chấm chấm này chính là gì? Là gì? Là UL. Đúng không? Còn cái này là OL. Đấy. Thì để tạo ra đúng không? Thì các bạn chỉ cần tạo ra là cái gì đấy? Lớp 1 2 3 4 5 đúng không? Thì đơn giản là các bạn chỉ cần là UL mũi tên trực tiếp. Là gì? Bao nhiêu? 1 2 3 4 5, 5 cái này. LI nhân 5. Đây là cách viết tắt đấy. Viết tắt nhé. Đấy. Rồi các bạn enter cái đúng không? Lớp 1. Lớp 2, đấy. Đây là cách viết tắt thôi. Lớp 3. Lớp 4 và lớp 5 đúng không? Rồi, các bạn copy cho mình thêm cái nữa. Và các bạn để đây là OL. Thì chú ý cho mình một cái điều đấy. Thẻ tra này luôn luôn phải làm sao? Cái tất cả thẻ con này phải lùi vào bên trong một khoảng trắng đây này. Một khoảng trắng đây nhá, từ đây đến đây. Đúng không? Và các bạn nhớ cho mình một điều này. Là bất kỳ cái nào ấy, cấp các cấp nó phải tặng hàng với nhau. Nếu như các bạn để nhá thì nhìn rất là xấu. Và mọi người hay luyện cho mình một cách là cốt đẹp để làm sao để nó dễ nhìn nhá. Rồi còn nếu như các bạn ở đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn là ấn vào đây này. Ấn vào cái thằng exit này. Exit này nha. Và ấn vào cho mình một cái là mình nhớ là có một cái là format code. Nhờ mình để mình xem nào. Hình như là các bạn mình nhớ là các bạn đã có một cái format code thì lên đây hình như có một cái hướng dẫn. Xem nhé. À ok, mọi người ấn cho mình là Alt Shift F. Ở đây mình cài rồi nhưng vấn đề là mình tưởng là mình phải cài đặt nhưng mà hóa ra nó có sẵn. Thì mọi người ấn cho mình là Alt Shift F nhá. Alt Shift F thì lập tức là nó sẽ format lại code. Ví dụ cái code của mình nó đang trở nên là có nhiều khoảng trắng này đúng không? Mọi người ấn Alt Shift F cho mình. Đấy, nhớ nhá. Thì đây là những cái mẹo để là chúng ta làm việc tốt hơn, đúng không? Thì mình sẽ liệt kê lại là hôm nay chúng ta học thêm được cái gì này. Thứ nhất là học thêm được thẻ TH này. Thứ hai nữa là những phí tắt đúng không? Alt Shift xuống là nhân đôi một dòng. Alt Shift F
để gì, để format lại code. Đấy, format lại code để nhìn nó đẹp hơn. Ok chưa? Rồi tiếp tục. Rồi một cái form này nó cũng không có gì là đặc sắc đúng không? Ở đây là đầu tiên cho vào table. Và đây là những cái thẻ, nên là thẻ này là mình chúng ta là dùng select này. Đúng không? Rồi radio. Rồi input bằng file, đúng không? Và đến đoạn này là gì? Là sẽ có những cái là ra checkbox, đúng không? Thì trong bài tập cuối cùng này, bài 5 ấy, thì còn bạn nào không làm được không? Hiện tại có bạn nào chưa làm được bài tập số 5 không? Có người làm à, những bạn nào đã làm được bài tập số 5 rồi thì confirm giúp mình cái nhỉ? Ok, một bạn làm rồi đúng không? Ok, rồi, bây giờ thêm một phần nữa nhé. À, mình sẽ coi như là phần này là phần đánh giá xem là các bạn đã pass qua chưa. Thì đây mình chưa thấy một số link bài tập của một số bạn gửi đến cho mình. Đấy. Şitesnen. Ở đây mình đã có bài tập của bạn Nam. Đấy, bạn Nam làm là khá tốt. Thì trong phần này ấy, nói chung là mình sẽ đánh giá theo cái năng lực của các bạn. Thì Nhật có gửi cho mình rồi, thì hiện tại là những bạn nào mà gửi cho mình thì mình sẽ chấm điểm vào trên cái link này và mình sẽ share cho mọi người nhé. Mình sẽ share cho mọi người. Rồi, ở đây mọi người hãy lưu lại cho mình nhé. Lưu lại cái link này cho mình để có thể tiện là theo dõi cái lịch trình của mọi người. Rồi, Cường có gửi cho mình rồi. Ok, thì mấy bạn hãy gửi cho mình, những bạn nào hãy chủ động gửi cho mình cả, hoặc là mình sẽ đăng lên trong group ấy. Các bạn hãy gửi tập trung link vào đấy giúp mình. Ở trong cái bài tập hôm nào ấy, tuần nào ấy, thì các bạn hãy gửi cho mình cái link bài, gọi là link bài tập hay link ấy, ngay ở dưới đấy, để mình có thể nhìn thấy được bài tập của bạn nhá. Tiếp theo, Bùi Nam đã làm chưa? Không biết bạn Bùi Nam đã làm chưa? Bạn Bùi Nam có ở đấy không nhỉ? Nếu các bạn đã ok ấy, là tức là mình vẫn chưa cho điểm và mình sẽ ở đây mình tí mình sẽ review và mình sẽ xem lại. Ok, trong ngày hôm nay là nộp bài nhé. Để anh em nói chung là mình phải làm bài thì mình mới có kinh nghiệm được, chứ còn nếu như anh em mà không làm bài thì không thể làm gì làm để mình có thể kiểm soát được. Đấy, thì như trong cái bài hôm nay là mọi người thấy đấy, là những bài tập này thì mình sẽ giảng qua và mình sẽ chữa luôn. Đấy, thì giúp cho mọi người, nếu như bạn nào mà không làm trước thì mình đảm bảo là các bạn chỉ hiểu thôi, các bạn vận dụng vẫn còn, nói chung là sẽ không thành thạo được đâu. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục đến bài này đi. Nếu như bài này thì chữa có thể nó hơi mất thời gian một tí. Rồi, mình sẽ chữa nhanh nhá. Với một cái giao diện như thế này, đúng không? Thì chúng ta lại làm một cái, một dòng, hai dòng, ba dòng, 4 dòng, 5 dòng, 6 dòng, 7 dòng. 7 dòng mỗi dòng bao nhiêu? Mỗi dòng 2 cột. Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ là TL nhân 7 trước. Mỗi dòng 2 cột đúng không? Đấy, giả sử như này chẳng hạn. Rồi, hoặc là các bạn có thể dùng phím tắt như vừa nãy, đúng không? Rồi, đây là tên và input, đúng không? Mật khẩu, thành phố, tên này, mật khẩu này, thành phố này.
giới tính avatar và ngôn ngữ đúng không? Giới tính này. Cuối cùng là gì? Button đúng không? Tiếp theo đó là gì? Hai cái ô input này. À, có điều nữa, nếu như các bạn mà muốn để một phần tử bên trong ấy, và các bạn hoàn toàn mà cái phần tử này nó khá là phức tạp, nó dài, thì mọi người nên enter xuống dòng để cho cái phần tử này vào bên bên trong này thì nhìn nó rõ ràng hơn. Đấy. Copy này. Đấy. Tiếp theo cái này là cái gì? Cái này là select box đúng không? Select box. Select option. Đó, người mình ở tất cả bên này thụt vào trong. Option là con của thằng gì? Select thì chúng ta lại enter xuống dòng tiếp, lại thụt vào trong tiếp. Ở đây sẽ chọn thành phố này, Hà Nội các kiểu này. Rồi, mình nhân đôi ra. Giới tính đó, giới tính là gì? À, radio, đó. Enter ra. Và thêm một cái gì nữa, nam nó. Và mọi người thấy là nó có gì đây? À, thêm một cái radio nữa và là nữ đó. Đấy, nữ nam. Nhân đôi dòng ra thế là xong. À, input đồng file đúng không? Input đồng file. Ngôn ngữ là gì? Vẫn là checkbox đúng không? Là gì? Node.js và PHP đúng không? Rồi, đây mọi người cùng sang xem nhé. Rồi, giống như mọi người thấy là chúng ta vừa hoàn thành xong được cái bài tập đúng không? Không có gì phức tạp cả. Đây, giữa một cái giao diện này. Đấy, và chúng ta hiển thị ra này. Thì cái button này mình... À, cái button này mình vẫn chưa thực hiện. Đấy, thế thôi. Cứ nhớ cho mình là cái phần tử nào mà nó phức tạp thì chúng ta nên enter xuống dòng và để nó thụt lùi vào trong một ô nhá. Còn anh em sẽ nhìn thấy là à, chúng ta vừa được cái giao diện như trên đúng không? Còn muốn phân layout này thì mọi người sẽ làm sao? Hãy chọn cho mình một cái gì? Với những cái mà các bạn mà muốn phân layout ấy nhá, mà muốn thẳng hàng thì mọi người dùng table cũng được. Thì bài sau CSS thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn nhá, về để các cách mà chúng ta phân layout nó ok nhất. Còn nếu các bạn cứ cho table cho mình. Rồi, đây là bài thứ nhất. Bài số 2. CSS. Rồi, và tiếp tục mình đến một bài số 3 đây. Bài số 4. Rồi, hơi lát một tí. Rồi, trước khi là đến là mình đến có bài số 2 trước. Thì bài số 2 là chúng ta sẽ tạo được cái này, đúng không? Thì đơn giản thôi. Thì các bạn nhìn thấy này. Thì trong tí nữa cái này thì mình sẽ hướng dẫn vào cái mẹo. Đây là những cái mà mình sẽ code ở trong thực tế nó như thế nào, đúng không? Thì các bạn, mình sẽ không thể làm mà trước hết toàn bộ các bài toàn bộ bài cho các bạn được, mà các bạn hãy tự nhìn thấy cái cách code của chúng ta, của mình, để chúng ta học theo nhá. Chúng ta hãy là rút ra kinh nghiệm là ông này ấy code như thế này thì tại sao ông ấy lại code ra những đoạn code như thế này, đấy, ông ấy sẽ giải thích như thế nào cho cái đoạn code của ông đấy, thì mọi người phải học, phải lưu ý. Đúng không? Thì đầu tiên là đây, chúng ta sẽ nhìn thấy là login nó là nhìn thấy giao diện của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ có một cái giao diện này. Đúng không? Thì làm sao để chúng ta nó căn ra giữa
Bài này sẽ thì các bạn khá đơn giản rồi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm sao? Cần phải link cái một cái file CSS vào đúng không? Ở đây mình sẽ link một cái file là file. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn luôn này. Các bạn nên tạo cho bản thân mình một cái folder. Đó chính là folder CSS. Ở đây mình sẽ làm sao nhé? Mình sẽ tạo ra một cái folder mới đi để đỡ bị trùng với cả lớp khác. Open folder này. Rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng tạo nha. Thì đầu tiên là các bạn sẽ để ý cho mình là mình sẽ tạo ra file index.html đúng không? Thì với CSS thì mình sẽ để hết thư mục này vào trong một cái thư mục là CSS đấy. Tiếp theo đó là thư mục là thêm hình ảnh image đấy, để vào làm sao để chúng ta dễ quản lý thôi đúng không? Chấm than này đó, chúng ta link vào đâu, link vào đây là sao? Serp.cs này. Đấy, thì mình tạo trong đây một cái file. File này mình đặt ở tag là main.cs đi. Đấy. Rồi, để chúng ta tính rõ hơn chúng ta tách đôi màn hình. Đấy, như mình là mình sẽ tách đôi màn hình ra. Đấy, chúng ta sẽ có hai cái file nha. HTML một bên, CSS một bên. Rồi, tiếp theo nữa là để sử dụng thì chúng ta nhìn này, đó để căn ra giữa này, thì các bạn hãy để ý là mình sẽ tạo ra một cái login đầu tiên này, H1 này, nó nhanh thôi, cũng không làm một cái giao diện này không phải mất quá nhiều thời gian và các bạn phải biết cách và mọi người nhìn đấy nhé. Đây mình phóng to ra cho mọi người xem là cái đoạn này này, hai cái đăng nhập email và nhập mật khẩu nó giống nhau, giống nhau đến 90% thì các bạn không phải làm cả hai cái, các bạn làm một cái thì các bạn copy cho mình, hãy làm một cái nó ngon đi rồi bắt đầu copy đó, nhập email và vui lòng nhập email, nhập email này và input này. Đấy, cái thanh này là cái bên trong ấy mình sẽ cho là placeholder đúng không? Vui lòng nhập này. Rồi và chúng ta sẽ thấy là bây giờ một cái giao diện nó to này, một cái trang web to này, làm sao để ra giữa đúng không? Ra giữa thì chúng ta dùng margin không auto đấy đúng không? Ở đây mình sẽ bao lấy một cái div đấy, thì ở đây mình đặt tên cái div đấy là container đi, vứt vào trong cái div này đấy, alt-shift-f, mọi người ấn alt-shift-f để nó form tự động format code thẳng hàng bên này chấm container. Đấy, thì bên này mình sẽ cho một cái chiều rộng nhá, mình cho nó một cái chiều rộng là từ đây đến đây là rộng bao nhiêu, thì ở đây mình ước lượng khoảng là 800 chẳng hạn, với kép 800 viết tắt mà các tắt là xong. Đấy, đây là những cái phím tắt nhá, với kép 800 là ra, với kép 800 tắt là này. Đấy, thì đây là những cái phím tắt để giúp cho mọi người nó nâng cao cái kỹ thuật hơn. Tiếp theo nữa là gì? Margin for to. Đấy, đầu tiên thì chúng ta luôn luôn phải có một cái là reset CSS. Ở đây chúng ta sẽ là margin không đấy đúng không? Margin không này, padding không này, thế thôi. Px nếu như mà không không này thì mọi người hiểu là nếu như các bạn để là px cũng được mà để không được, tại sao? Tại vì nó sẽ hiểu là nếu như bạn để là không thì là không px rồi. Box sizing, border box. Đó, thì đây là những cái mà chúng ta hay sử dụng. Rồi, quay lại màn hình. Không thấy đâu cả. À, đây là một cái file khác đúng không? Rồi, mình ở đây mình sẽ chạy ra là
Review in folder. Đó. Và chúng ta vừa nhìn thấy login đấy đúng không? Rồi. Để rõ ràng hơn ấy. Để nhìn rõ hơn thì mình sẽ cho cái container này một cái màu sắc. Để màu hồng lên. Thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn đây. Ok. Vậy thì tất cả những đoạn này đã ra sữa rồi, nhưng cái ô login đã ra sữa chưa? Chưa. Đấy, chưa ra sữa. Và tất cả những ô này cũng chưa ra sữa. Thì làm sao để nó ra sữa đâu? Đúng không? Đấy, mọi người hãy hình dung ra cái của mình sẽ ra sữa như thế nào. Đấy, một khối này ra sữa đúng không? Ở đây thì nếu như mà mọi người dùng cái này thì mọi người hoàn toàn sẽ dùng cái tài khoản center. Đấy, ra sữa. Hoặc là chúng ta sẽ dùng một cái là take align. Ở đây chúng ta sẽ dùng một cái ví dụ như cái ô này đúng không? H1 chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng một cái là take align. Và đầu tiên ấy là chúng ta phải định hướng xem là tại sao nó không ra giữa. Thì đầu tiên này, mọi người hãy ấn vào inspect này. Đấy, mình hướng dẫn các bạn làm bài tập luôn và hướng dẫn các bạn cách mà detect là tìm ra vấn đề. Đấy. Đó, ok, mình sẽ ấn vào H1. H1 là full một dòng rồi, đúng không? Tức cái ô này nó chiếm luôn một dòng. Nhưng chữ của nó không ra giữa, thì để ra giữa thì chúng ta sẽ dùng một cái là take align center. Đúng không? Thì cho container là take align center ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Nhìn nhá. À, ô này là take align center đúng không? Thì mình sẽ cho vào một cái ô là ô H1 đi. Đúng không? Thì trang trí nha. Container cách H1. Đấy, tại sao phải để nha? Tại vì để cho H1 ở bên trong container nó không ảnh hưởng đến thằng khác. Đấy, vừa đây. Đấy, đã ra giữa đúng không? Rồi, tiếp theo nữa là sao? Input nhập này. Rồi, nhập email. Và cái ô này nó phải là 100% đúng không? Ô này phải 100%. Thì làm sao để 100% bây giờ? Thì là cái ô này đúng không? Thì mình lại là đấy, container và cái thẻ input này chẳng hạn. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Thì chúng ta sẽ làm cho ở đây là gì? Width 100%. Đấy, đã 100% rồi đúng không? Ok, vậy thì chúng ta nhìn thấy này. Width 100% và mọi người nhìn thấy là à đúng rồi, có một cái khoảng cách đúng không? Khoảng cách này thì mọi người có thể là cho một cái là margin hai bên đúng không? Margin trên dưới. Trên dưới sẽ là gì? Đây, mình sẽ để là 5 pixel. Còn bên hai bên sườn sẽ là gì? Mình để là 0. Đấy, thì đây là margin. Thì mọi người nhìn thấy này. Đấy, đã cách một tí rồi. Ok, vậy để ô này to ra. Mọi người nhìn thấy to ra. Một là mình sẽ dùng width. Hai rồi, bây giờ mình sẽ dùng hai. Đấy, hai khoảng là 30 pixel. Mọi người nhìn thấy này. Đấy, nó to hơn đúng không? Đấy, và bây giờ mình sẽ nhân đôi dòng này ra. Mình cảm thấy đẹp rồi. Thì nhân đôi dòng này ra. Đấy, mọi người thấy không? Vậy là mình đã có hai ô rồi. Thì mình tắt màu này đi, nhìn nó sẽ khác ngay. Rồi. Tiếp theo nữa là bên này lại có là thẻ A quên mật khẩu nó create account và nó chú ý là nó phải take align right đó. Thì tất cả cái ô này này, tất cả ô này thì mình cho vào thẻ B chẳng hạn. Đấy, sau đó mà mình sẽ làm sao cho thẻ A vào. Đợi mình chút nhé, sẽ chưa qua cái phần này. Rồi, chúng ta sẽ qua một chút nhé, là nhé. Ok, mình đến rồi nhé, đến phần này rồi đó. Rồi, ở đây chúng ta sẽ cho thẻ A vào đúng không? Quên mật khẩu này, create account và sign up đúng không? Đến phần này thì chúng ta lại ghép vào, đấy. Quên mật khẩu này và create account. Đấy, cái gì đây? Rồi, chúng ta tiếp tục này. Create account.
và cho thêm thẻ A nữa là thẻ sign up ở đây, đúng không? Sign up. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đúng không? Rồi, quên mật khẩu và credit card này mình sẽ cho hết sang bên phải, đúng không? Thì những cái thằng này này. Đấy. Thì mình sẽ có thể, nếu như các bạn mà muốn nó riêng biệt ấy, thì các bạn cho nó thêm cái class. Đấy. Hai cái thằng class này đều sang bên phải, đúng không? Đều sang bên phải thì chúng ta đều cho nó một cái class, mình để là text write đi. Text write tự đặt tên cho nó một cái class. Đấy, thì hai class này dùng chung, chính vì vậy nên là các bạn sẽ làm sao? Cho tất cả đây vào một cái class chẳng hạn. Đấy. Và bên này sẽ là text write này. Các bạn nhìn thấy. Đấy, lập tức là sẽ sang bên phải hết, đúng không? Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ làm gì? À đúng rồi, nó sẽ có một cái là login và all button. Hai cái button này thì nó giống nhau phải 80%, đúng không? Thì các bạn chỉ cần cho nó viết một cái thôi. Thì chúng ta sẽ làm nha. Thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ là tạo ra một cái button, đúng không? Button. Đấy, thì tạo ra button, mình sẽ tạo ra button này thôi nhá. Button login với Facebook thôi. Đấy, còn cái khoảng cách này thì các bạn thấy là mình sẽ cho vào cái thằng margin. Margin là được, đúng không? Login với Facebook nó nha. Đầu tiên là các bạn nhìn thấy này. À, login Facebook thì mình sẽ có là đúng không? Rồi các bạn nhìn thấy là à, có viền đúng không? Có viền, có màu sắc. Đấy, à, có viền này. Viền cong này, màu sắc này. Ở đây mình sẽ ghi là button này. Đấy, các bạn đặt tên cho nó ra. Thì các bạn hãy làm tất cả những mình phải làm nhiều, tức là mình viết ra hàng loạt cái button mà như mong muốn là mình mới Ctrl F, mình refresh lại. Mình thấy là một số bạn là cứ thêm một thuộc tính là các bạn lại refresh lại, như thế là sao? Mất thời gian. Thì trong trường hợp mà các bạn đã làm quen rồi ấy, thì các bạn lên luyện một cái tính cách là gì? Hãy viết ra một đoạn rồi bắt đầu mình mới refresh lại, đúng không? Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ nhìn đây nhá, cái độ này, độ dài, thì mức lượng khoảng là 50 pixel. Thằng này mình để là 100%, đúng không? Và tiếp theo nữa là gì? Chữ màu trắng, nền màu tím, đúng không? Và cái đường cong. Đấy. Đầu tiên là H50, width 100%. Chữ màu trắng, nền màu tím nó, để mình đánh mã màu nhá. Đánh mã màu thì trong đây các bạn sẽ lại là color picker. Đấy, các bạn sẽ chọn được một cái khoảng vùng mà các bạn mong muốn đây, đúng không? Đấy, chọn mã màu. Vậy là xong. Tiếp theo nữa là gì? À, viền cong nữa, đúng không? Và chữ ra giữa, đúng không? Chữ, cái quan trọng là chữ nó phải ra giữa. Đấy, text align center, viền cong border radius 5 pixel, đúng không? Và sao nữa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem là nó đứng ra gì nhá. Đấy, chúng ta đã nhìn thấy. À, bây giờ viền cong rồi, chữ ra giữa rồi, phun dòng rồi, đúng không? Nhưng mọi người nhìn thấy là cái vân của nó này, cái vân của nó, à, cái viền của nó, cong nó chưa đủ. Và thứ hai là cái vân của nó vẫn còn. Thì đây mình sẽ cho là 10 vi. Cái viền ấy thì mình sẽ cho border 5. Đấy, là để mất viền thì nó tự nhiên hơn. Và ở đây mình có thiếu một cái chữ gì nữa đây? Thiếu một cái chữ là chữ cái Facebook này. Đấy đó, biểu tượng Facebook. Thì biểu tượng này thì chúng ta hoàn toàn có thể cho một cái tấm ảnh vào đây. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể cho một cái tấm ảnh img. Đấy, thì trong trường hợp này ấy, thì mình sẽ không dùng cái tấm ảnh nhé. Trong trường hợp này mình không dùng tấm ảnh mà mình sẽ dùng một cái là phong option. Phong option là gì? Phong option là một cái đoạn chữ thôi, tức là bản thân của nó là mình gõ ra một cái này này, nó không phải hình ảnh mà nó là một cái ký tự.
Thế nên ký tự này mình có thể chỉnh được cái font size nó to bé mà không bị vỡ hình, và nó rất là nhẹ. Đấy, nó nhẹ như một cái ký tự thôi. Như vậy là chúng ta tiết kiệm được rất nhiều dung lượng nhá. Thì để dùng cái font Awesome ấy, thì mình hướng dẫn luôn mọi người là cách là mọi người lên trang font Awesome. Đấy. Mọi người tải về cho mình. Chúng ta tải về là ấn vào đâu nhỉ? Download. Đấy, download. Và chúng ta sẽ là ấn vào đây. Và download Awesome Free. Đấy, for web. Thì các bạn nhìn thấy đây chính là cái mà chúng ta sẽ làm. Rồi, và các bạn hãy để ý một điều này là cái font Awesome bản thân của nó cũng chỉ là CSS thôi. Đấy, nên các bạn chỉ cần link cái file CSS sẽ vận hành xong. Không có gì phức tạp cả. Ở đây mình sẽ Ctrl X đúng không? Vào cái folder. Đấy, thì trong cái thằng này mình sẽ có thể là mình vứt luôn nó vào. Mình sẽ ném ra đây. Đấy, mình có thể dùng online hoặc là mình sẽ tải về. Mình xóa cái phần này đi này để đỡ nặng này. Rồi, mình cắt vứt này ra. Đấy, như các bạn thấy là bây giờ mình chỉ cần link cái thằng CSS chấm on này là xong. Chấm on chấm CSS nghĩa là file đầy đủ, mình có thể đọc được. On chấm min tức là cái file nó đã được nó nhẹ hơn. Mỗi khi mình tải về ấy, cái file chấm min nó đã được mini file. Thì ở đây các bạn hiểu là tất cả nó loại bỏ tất cả dấu cách đi, thì như thế cái file của mình nó nhẹ hơn nhưng vẫn giữ nguyên được cái tính năng của mình. Đấy, thì nếu như các bạn là muốn nhẹ hơn, web của mình nó nhanh hơn một chút, thì hãy dùng file chấm min nha. Ở đây chúng ta sẽ dùng file chấm min bằng cách là link. Và để ý là các bạn phải để link trước cái file main.cs của chúng ta. Đấy, vậy là chúng ta đã thành công đúng không? Rồi, và bây giờ sẽ chạy thử ra xem ra gì nhá. Mình vẫn chưa sử dụng nó, mình mới link mà thôi mà mình chưa sử dụng. Thì mình sẽ tìm ở đây, cái, ở trong đây có rất nhiều icon có sẵn và nó sẽ hướng dẫn mình sử dụng. Thì chúng ta chỉ cần vào đây mình search lại, là mình sẽ search là Facebook icon. Đấy, và chúng ta đợi để nó search ra cho mình một cái kết quả. Mình ấn vào để xem hướng dẫn sử dụng là được. Ok, thì trong lúc này mình sẽ refresh lại nhé. Đấy, như các bạn thấy này, viền của chúng ta đã cao hơn đúng không? Và đúng này, tiếp mình sẽ cho margin vào, thế là xong. Đây, các bạn nhìn thấy là cho margin vào. Rồi, mọi người hãy cùng xem này. Đấy, đã margin rồi đúng không? Facebook. Đây, cái biểu tượng này nó ở đây. Và mọi người để ý là chúng ta sẽ có một cái là thẻ y. Mọi người copy cái đoạn thẻ y này và mọi người dán vào đây là xong. Đấy, thì bây giờ cái thẻ y này chính là cái hình ảnh Facebook nhá. Rồi mình sẽ ra cho mọi người xem nhá. Vì nó là chữ cái nên là mọi người hoàn toàn có thể đổi màu được. Đấy mọi người ạ. Thì ở đây là cái này này. Mọi người có thể đổi màu chữ bằng cách là cho color. Nó như một cái chữ cái bình thường thôi nhá, không có gì đặc biệt. Vậy là chúng ta đã xong được cái phần login này đúng không? Rồi, cái định dạng văn bản này thì mình không nói làm gì, quá dễ đúng không? Cho màu sắc. Rồi, cái phần này thì tức là cái phần menu này mình sẽ hướng dẫn luôn. Đấy, ví dụ là khi chúng ta tạo này, chúng ta di chuyển vào ô tin tức này thì nó sẽ xuất hiện như hình số 2. Đây, là bản thân của mình sẽ làm được một hình này. Đúng không? Thì làm nào nó chuyên nghiệp ấy và đúng thực tế thì các bạn cùng xem này. Thì bài này, bài này thì mọi người có thắc mắc gì không? Cái bài login này thì mọi người có thắc mắc gì không? Mọi người có thắc mắc gì về bài vừa rồi không? Nam. Ok rồi đó, ok rồi. Bạn Hoài Văn thì mới online đó. Rồi mình sẽ điểm danh nhá. Hoài Văn chú ý là mình sẽ có link bài tập nhá, hãy gửi link bài tập là cho mình để mình chấm.
nhá. Với những bạn nào không có bài tập, đây mình sẽ để là chưa chấm điểm. Những bạn này đã gửi bài tập rồi nhưng mà mình sẽ chưa chưa duyệt đấy nhá. À, mình sẽ chưa chấm, và ở đây các bạn có thể cập nhật theo cái tình hình là cái link mà mình gửi trong group ấy nhá. Bạn nào đến muộn thì mình sẽ để là chỉ là 0.5 thôi. Rồi, tiếp tục. Cái này nó mang tính chất là đánh giá cái năng lực và cái thời lượng của các bạn sẽ học như ra sao nhé. Rồi, ở đây chúng ta sẽ là tiếp tục này. Bài tập tiếp theo là chữa bài này này. Đấy, thì bây giờ làm thế nào? Input này. Thì đầu tiên mình làm nhanh đấy, cái này là mình sẽ giải thích thôi, chứ còn về cái này kiến thức là mặc định là các bạn hiểu rồi. Đó. Cái này thì thường người ta hay dùng là ULLI. Đấy thì mình sẽ làm mấy cái đơn giản thôi. Đôi 4 6. Đó. À, chúng ta sẽ có nha. UL. Đấy. Chúng ta nhân 6. À, nhầm mất, UL đến với LI nhân 6. Đấy, chúng ta 6 này. Ở đây là tin tức trong ngày này, bóng đá này, thì mình xóa cái thằng này đi để nhân đôi cho nhanh. Đấy, thấy không? Mình làm demo thôi, làm sao để trang trí được nhanh. Đó, thì đầu tiên các bạn nhìn thấy này, mình có một cái ô này. Mình phải định hướng trước. Đúng không? Định hướng trước là sao? Là a à, liệu rằng cái ô này này, mình liệu rằng là chúng ta có kế hoạch trước hay không? Mình phải làm luôn có kế hoạch này. Đầu tiên là các bạn nhìn thấy cái này nó là mũi tên, vậy thì mình phải cho cái biến mất đầu tiên. Stylist bằng năm, đúng không? À, ô này rộng khoảng 50 pixel. À, dài thì rộng khoảng từ ngày và dài 50 thôi. Rộng khoảng mình cho khoảng là 100 pixel. Đấy, màu là màu xanh lá, chữ là chữ màu trắng mà mọi người nhìn thấy này. Và nó sẽ làm sao? Cái chữ này nó ra giữa, đó. Thì mình để line 2 bằng với chiều cao của thằng này, thế là xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ là trang trí như sau. UL LI, đúng không? Đấy. Đầu tiên là rộng khoảng 100, màu xanh là cao khoảng 50. Đấy, để chữ ra giữa, để chữ ra giữa thì chúng ta sẽ cho line 2 bằng 50. Màu xanh lá, đó, green. Khá đơn giản thôi. Chữ màu trắng, đó, white. List style, mất dấu chấm, bằng 5. Đấy, vậy là xong. Và khi chúng ta ấn ở đây. Rồi. À, ở đây ô này nó có bé nên nó xuống dòng, thì ở đây mình sẽ cho khoảng là ô khoảng là 200 đi. Cho nó thoải mái luôn đi. Đấy, thoải mái chưa? Đúng không? Ok, và các bạn nhìn thấy này. Rồi, ok, mình có một cái màu xanh nha. Tí nữa mình không màu chính xác đâu, các bạn tự lấy mã màu nhá. Và làm sao để chúng ta hover, hover thì nó sẽ màu như thế này. Đúng không? Thì ok, thì trong à, ở đây mình để ý là chữ màu đen nhá, chữ màu đen. Khi chúng ta hover vào nó mới thành màu trắng. Ở đây mình nhìn nhầm nha, định vị sai, đúng không? Chữ màu đen. Đấy, dễ thôi mà. Đó. Rồi, chữ màu đen. Cho màu xanh nó ok, nhìn này nó khó nhìn quá. Rồi. Rồi, nhìn nó ok rồi đó. Tiếp tục là chúng ta hover. Đó. Hover thì chúng ta phải làm nhá. Hover vào để cho nó hiển thị ra cái này. Nó đuổi, nó chuyển màu cái LI này đi, nó chuyển màu cái LI. Đó, hover để chuyển màu LI. Thì đầu tiên sẽ là UL LI hover. Màu này nó sẽ là nhạt hơn, nó nhạt hơn và màu trắng, đúng không? À, nó đậm hơn, nó đậm hơn một chút. Rồi. Đấy, các bạn thấy không? À, vậy là mình thành công. Bây giờ làm sao có mũi tên đằng trước? Đó, làm sao để mũi tên đằng trước?
thì để mũi tên này, bài đầu tiên là bài đơn giản này thôi đúng không? Đấy, mình làm bài đầu tiên trước nhé. Mũi tên đằng trước thì đơn giản thôi, thì các bạn cho một cái thằng nào, cho các bạn hãy cho một cái gì vào đây, l l y thì mình sẽ cho một cái thẻ y vào đấy đúng không, sầm đúng không? Thì tuy nhiên ấy, ở đây mình sẽ có một cái mũi tên thì mình lại đi tìm thôi. Ở đây mình sẽ làm mũi tên, mình nghĩ ra một cái là around. Around là một cái mũi tên. Đấy, các bạn hãy ghi cái từ là around vào thì nó sẽ ra được cái mũi tên cho các bạn nha. Và các bạn sẽ nhìn thấy là à đây, mũi tên đây. Và chọn cái mũi tên bạn thấy mà cảm thấy phù hợp. Đấy. Thì trong trường hợp này có rất nhiều mũi tên thì mình chọn chọn hình đây, hình bên dưới đi. Và quá nhiều hình đúng không? Nhiều hình quá thì mình chọn bừa một hình nhá. Ở đây mình sẽ chọn cái hình này right row đi. Rồi à, những cái à, mọi người chú ý là những cái bản pro này thì mình sẽ không dừng được, thì các bạn có thể ấn vào free, chỉ là xem những cái free thôi. Đây đính là cái này, và tên của nó là cái này đúng không, Angel Ride này. Mình chỉ chọn cái free thôi thì mình sẽ dùng được, còn nếu như bản pro thì các bạn phải phải đăng ký để mình lấy một cái đường link pro của họ thì mình mới dùng được. Ấn vào đây đúng không, các bạn ấn vào đây và các bạn hãy thử xem vào đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không, đã được cái là ở đâu như thế này. Tuy nhiên thì nếu như các bạn là giọng nào cũng thêm này thì các bạn rất mất thời gian, thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn một cái này là các bạn hãy dùng một cái là cái tính là ul li before là trước đấy đúng không, các bạn ở đây content, cái này bạn nào xem rồi thì biết đúng không. Đầu tiên mình sẽ để là test hả? Rồi test xem nó sẽ hiện ra gì, tất cả cái chữ này đều có cái chữ chữ test đằng trước đúng không. Thì bây giờ cái content là này, các bạn hãy cho một cái là à sượt ở đây và cái mã Unicode bản thân của nó, Unicode là 105 rất là ra sao. Và mọi người sẽ cho thêm một cái nữa là gì, à Unicode này thì mình phải có phông để chuyển hóa Unicode này thành thành một cái hình, thì cái chuyển hóa đấy chính là phông family. Và mình sẽ để là một cái là để biết được ấy thì các bạn hãy nhìn lên này, hãy nhìn vào là cái ấn vào đây, ấn vào thẻ y, các bạn cho một cái thẻ y mẫu là các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Mình hãy học hỏi từ những cái mà họ đã cho rồi. Ấn vào đây inspect ấn vào đây và cái mũi tên này. Thì đây chính là gì? Đây chính là cái à, mọi người nhìn ra, đây chính là cái thẻ LI và mọi người thấy là cái phông family của nó là gì? Là free option 5. Đúng rồi. Đó là mình sẽ được là phông family free option 5 đó. Khi một lúc này thì chúng ta refresh lại. À vẫn chưa được. Tại sao vẫn chưa được? Tại sao trong đây nó vẫn chưa có? Đợi mình chút nhé. Content before form family rồi này. Ok, before content F105. Ủa? Vậy thì tại sao lại không có nhỉ? Đợi mình chút nhé. Hay là cái này mình đang để là cái cỡ của nó là cỡ phong web. À, các bạn chưa cho không biết tại vì sao, cái cỡ bình thường của mình là cỡ 900 là cỡ index, còn đây là cái cỡ này là cỡ bình thường. Đấy, các bạn nhìn thấy này, bình thường các bạn nhìn thấy là solid, cỡ bình thường là cỡ line này, là các bạn phải bản pro thì các bạn hiển thị được. Thì bắt buộc các bạn để là cái cỡ index là các bạn phải so không biết mà. Thì đây chính là nếu như các bạn mà dùng bản pro ấy, hay là dùng này, thì bạn hoàn toàn phải dùng được một cái là gọi là Dalton nữa này, là cái bản nhìn thấy là đường vạch này nhìn rất là đẹp đúng không? Ở đây là line, tức là bản bình thường thì mình không hiển thị được đâu, thì mình vẫn bắt buộc phải là cho full width nó phải là 900. Mình đang dùng bản miễn phí mà, thì mình phải xem nó miễn phí như bản nào. Đấy nhá, FVK đấy là cách kinh nghiệm rồi, 900 chắc chắn sẽ nhìn thấy đấy đúng không? Và cho cái thằng này nó dịch lùi ra một tí thì chúng ta sẽ cho một cái là gì, bỏ thằng này đi, bỏ thằng y này đi để nhìn nó đỡ bị rối này, cho nó dịch ra một tí thì chúng ta sẽ cho
là margin right, no margin right, còn margin hai bên, mình để 5 pip đây đó, trên dưới là không, còn hai bên là 5 pip đấy, các bạn nhìn thấy không, thì nó đẹp hơn đúng không? Rồi tiếp tục, và cuộc hành trình của chúng ta sẽ là, à bây giờ ấn vào đây thì cái cục này nó hiện ra đúng không? Để cục hiện hiện ra thì chúng ta phải cho cái cục này, tạo ra một cái cục này trước đã. Ở đây mình sẽ làm luôn này, bên trong thằng này, tại sao di vào đây thì thằng này hiện ra thì mình sẽ nhét cả cái cục này vào bên trong này. Tin Hà Nội này, tin Hồ Chí Minh này, rồi mình cho hai cái tin thôi. Và bây giờ mọi người lại nhìn xem rốt cục nó ra gì. Và mọi người này, à cái tin tin trong này, tin Hà Nội này, bản thân của nó cũng là gì, ULLI, nên là nó sẽ ăn gì, nó cũng ăn CS đấy, nó có ăn CS đấy của bên trên. Vậy thì bây giờ cái chính ấy là mình sẽ cho cái thằng này, này ULLI này nó dịch ra để cho nó dễ nhìn, để nó dễ nhìn hơn đúng không? Bằng cách nào để dịch ra thì chúng ta sẽ cho một cái để nó khác biệt hơn, thì ở đây mình sẽ cho class ở đây là shop menu. Sub menu thì chúng ta sẽ cho một cái, mình sẽ để cho thằng này là position và có cái độ left của nó, độ di chuyển bên trái chính bằng cái kích thước của thằng này, xem bao nhiêu, 150 pixel à 200 pixel đúng không? Đầu tiên phải để là position đấy, absolute relative cũng được mà absolute cũng được nhá. Và tiếp theo là gì, à left 50 pixel à 200 pixel chứ nhỉ. Đấy, để nó căn gì? Cái ô này nó căn theo cái khối này, căn theo khối này, căn theo cái góc này, thì mình phải là để là căn theo absolute, tại vì thằng này cái khối này nó sẽ là con của thằng đầu tiên nhá. Hãy nhìn vào trong hình này, mình sẽ đưa ra cái kế hoạch là cái khối bên phải này sẽ là con của thằng thằng thể đầu tiên. Và thằng thể này này, thằng thể này chính là thể cha này, thằng thể cha, thằng thể này nó sẽ mình sẽ để là relative bên này, thằng này sẽ là absolute đó. Rồi đấy, như các bạn thấy là à nó đã dịch chuyển ra đây rồi đúng không? Nhưng vấn đề là sao, hover vào thì lập tức thằng này nó ăn. Tại sao hover là thằng margin này nó đang có một cái thằng tí nữa mình sẽ giải thích sau. Còn bây giờ các bạn nhìn đây, khi hover thì nó sẽ hiện tượng này xảy ra đúng không? Đấy thì vấn đề ở đây là các bạn nhìn thấy là nó vẫn bị tụt ở dưới này đúng không? Bây giờ mình cho nó cao lên tốt bằng không, nó xem nó ra cái gì nhá. Đấy tốt bằng không thì nó căn theo, tại sao nó căn theo, là căn theo thằng, để mình xem nào, tại sao cái UL này lại có margin nhỉ? Các bạn hãy nhìn xem này, cái thằng này nó ấn vào compute, tại sao thằng này có bedding là 40, tại sao thằng này có bedding là 40, ấn vào đây mình phải xem điều tra tại sao xem 40 nhá. Thì mình phải điều tra xem 40 ở đâu ra đúng không, 40 này bedding nếu như mà định mà không có thì chứng tỏ là gì, các bạn hãy để ý là à mặc định của cái gì, mặc định của cái thằng này này ở trong Google Chrome nó là có bedding rồi, thì chúng ta quên một điều là chúng ta chưa chưa format lại ban đầu là gì, sao hai chấm padding không, hãy xóa tất cả đi để chúng ta căn dễ dàng hơn, không box sizing border border box đấy. Và như các bạn đấy đấy thì bây giờ nó không còn hiện tượng mà nó nhảy nữa, tại vì sao, tại vì đơn giản là mình chưa gắn lại ban đầu là xong đấy. Như các bạn thấy à bây giờ nó thẳng hàng với cái ô này rồi đúng không? Ok, good. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Đầu tiên chọn ô này phải biến mất, sắc menu phải biến mất đi. Biến mất là display now. Đấy, tiếp theo nữa là ấn vào đây hiển thị ra. Thì mình chúng ta sẽ là UL 2.LI đúng không? À, UL 2. Này. Hover này.
Hover, nhưng nếu như chúng ta để này thì thằng LIB, còn nếu như là chúng ta để cho thằng con bị thì chúng ta phải để là sóc menu ở đây. Thì thằng này display block. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Đấy. Đấy, đúng không? Chỉ di vào đây thì mới hiển thị nha, đơn giản đúng không? Rồi, thì đấy là bài tập số 2. Ok, anh em cứ làm nhiều là sẽ quen thôi, chẳng quan những cái chi tiết này, cái position nó như thế nào ấy, thì cái đấy anh em phải học. Tại vì bây giờ nếu như mình dạy thì nó rất mất nhiều thời gian, còn ở trong này thì mình sẽ làm sao để giúp cho mọi người nó được một cái tư duy làm việc thế thôi nhá, là giúp anh em có một cái tư duy làm việc nó nhìn nha, và mình sẽ làm việc ra sao, và có những cái điểm mà điểm lỗi, ví dụ ở đây chỉ khi nào một cái thằng sắp menu này, sắp menu phải nằm trong li thì bắt đầu mình mới có thể là tương tác là thằng cha hover thằng con bị ảnh hưởng đấy nhá, thằng cha hover thằng con bị ảnh hưởng, ok chưa? Thì đấy là những cái mà chú ý. Ok, mọi người có câu hỏi nào trong phần này không? Nam, Cường và Thái và mọi người, Hoàn Văn. Ok, ngồi hóng thôi. Thực ra ấy, là ngồi hóng là thôi đúng rồi, tại vì mọi người phải làm bài. Tại vì mọi người làm bài thì mọi người sẽ biết là à, mình không làm được cái đoạn này. Thì lúc là mọi người chắc chắn mọi người sẽ ghi nhớ cái bài này này. Cái những cái bài này là mọi người không làm được ấy, thì mọi người sẽ biết là mình cần phải lưu ý những cái gì, nó nhớ ít hơn. Còn những cái bài khác mọi người không cần ghi nhớ. Đấy là cái tính năng mà khi mà mọi người làm bài thì nó sẽ có một ích lợi là những bài nào mình không biết thì mình tập trung vào thôi. Đấy, còn bây giờ là những cái có những cái bài mà mọi người đơn giản mọi người không làm thì nó sẽ có một rất nhiều cái vấn đề. Rồi ok nhá. Rồi chúng ta thử đi xem phần tiếp theo. Rồi, bài này những bài Lorem trang trí màu sắc này thì thôi nhá, không có gì phức tạp cả. Cho cái class màu sắc vào cho xong. Rồi, tiếp theo. Bài tập cơ bản. Cơ bản thì cũng được, còn bài nâng cao mình thích rồi. Rồi ở đây bài 1 này cơ bản nâng cao này. Đấy, đây đúng không? Thì ở đây mọi người nhìn thấy hình ảnh đúng không? Bài này thì mình làm cái này nhá. Mình làm cái này xong cuối cùng mình làm cái này đi. Thực ra là hai cái thằng này giống hệt nhau thôi. Đó, thì bây giờ mình làm cái này đi, mình làm cái này thì nhìn nó có vẻ là nó đẹp hơn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta cần một cái tấm ảnh. Đó, tấm ảnh. Mình sẽ cho đây là một cái tấm ảnh này. Ở đây là mình đã lên một cái tài liệu luôn rồi. Đấy, tấm ảnh có luôn. Đó, các bạn vào đây lấy thôi. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, ấn vào đây. Ấn vào, tải về đi. Rồi, tải về. Đây, bài 2. Show in folder, copy sang nhé. Đấy, copy sang cái thư mục là trên đây, để vào thư mục image. Tại sao để này thì nó dễ quản lý nhá. Mọi người để này, hãy học cách. Bạn nào đã làm xong rồi thì về cách để lại chia file này cho mình để nhìn nó ok hơn nhé. Cải thiện lên, tức là mình làm được rồi nhưng mình làm phải tốt hơn. Đấy, điện thoại. Đấy, sản phẩm, đấy, điện thoại. Ok, chúng ta nhìn vào bài tập tiếp. Là gì? À, phân tích. Đầu tiên là phải phân tích, đừng làm vội và hãy phân tích trước kế hoạch. À, đúng ai này muốn chèn cái khối này này thì đây không phải hình ảnh đâu, mà đây là cái text, đây là một cái div mình để nó chèn lên trên, để chèn được lên trên ấy, nó như thằng này này, để chèn được lên trên thì các bạn bắt buộc các bạn phải dùng cái position và để cho cái ô này này, cái ô đỏ đỏ này hot này, nó đi theo cái tấm ảnh thì chúng ta nên dùng position absolute. Tấm ảnh sẽ dùng sử dụng là gì? Relative, và thằng ô đỏ đỏ này là con của tấm ảnh nhá. Và cũng tương tự cái trừ 12% cũng như vậy.
tại sao chúng ta không để ảnh. Thế là ai tại sao ạ? Ô, thế tại sao chúng ta không để ảnh luôn cho nhanh? Tại vì mai sau ấy, người ta chỉnh sửa giá thì cái giá này người ta linh động bằng tách được, hiểu không? Chứ không bây giờ một các bạn chỉnh sửa tấm ảnh thì mỗi một lần là các bạn phải sửa ảnh thì rất mất thời gian. Đấy, thì phải làm sao? Chỉ để đây là cái gì, một cái ô thôi. Và quan trọng hơn là phải mình để nó phân tích nó như nào. Và cuối cùng là hai góc này hai bên đúng không? Và đây là một cái tách là ra giữa chính hãng chữ màu đỏ đúng không? Còn đây là hình ảnh nó rõ ràng rồi, còn đây chỉ có hai cái này nó sẽ là chữ thôi. Bây giờ chúng ta cùng làm việc nhá. Đầu tiên xóa hết đi, chúng ta đúng không, cho một cái div phân tích như nha. Rồi đầu tiên nhá, là cho một cái mình đặt tên cho cái này là một sản phẩm product. Rồi cái product này bên trong có kích thước khoảng từ đây đến đây là khoảng 500 pixel đấy. Product chưa biết nào, cái cho nó chiều rộng VKF 500 pixel. Đi. Ô, sao lại không được nhỉ? Rồi, tiếp theo nữa là gì? À, chúng ta nhìn thấy là trong đây có một tấm ảnh khu vực đầu tiên, khu vực này. Đấy, khu vực đầu tiên là mình đang phân vùng này. Đấy, khu vực thứ hai là khu vực text. Đấy, khu vực đầu tiên chỉ chứa ảnh thôi, khu vực thứ hai là text. Text này lại chia thành hai khu vực, khu vực sản phẩm và khu vực giá, đúng không? Thì phải chia ra thành hai khu vực trước. Đầu tiên là khu vực hình ảnh, đúng không? Hình ảnh. Khu vực thứ hai là khu vực miêu tả, thì mình để là description. Đấy. Trong cái khu vực miêu tả này gồm có hai cái. Đầu tiên là giá sản phẩm và khu vực thứ hai là tên sản phẩm và giá sản phẩm, đúng không? Thì đầu tiên khu vực này thì mình sẽ để là giá cost. Thứ hai là bên trên đây nó sẽ là tên sản phẩm, đúng không? Tên sản phẩm thì gọi là title đi. Đấy. Thì các bạn hãy để ý là chúng ta sẽ tạo ra như thế nào. Rồi, đầu tiên cho một tấm ảnh vào link image điện thoại .png. Tấm ảnh này full 100% là width là 400 đúng không? Rồi, thứ hai nữa là nếu như các bạn không để gì thì có là tấm ảnh này sẽ full 100% đấy. Được chưa? Cái chữ này khu vực dash, dash nó chính là cái ô này này. Cái ô này. Bây giờ mình sẽ vẽ ra cho mọi người dễ hình dung nhá. Đây, đây là cái khu vực đầu tiên, đúng không? Khu vực này gồm có một cái khu vực tấm ảnh, mình để đây tấm ảnh. Khu vực thứ hai là gồm có khu vực text, đây là chính cái khu vực thứ hai này, thấy chưa? Trong khu vực thứ hai chính là khu vực này, mình sẽ cho một cái là ở đây và đây sẽ là giá, đúng không? Và đây sẽ là những cái quan trọng hơn như là hot. Đấy, thì đây chính là cái layout của chúng ta. Layout là cái bố cục ấy, bố cục của sản phẩm. Đấy, đúng không? Đúng bố cục này chưa? Đấy, các bạn nhìn rõ này thì các bạn mới làm được. Đấy, thì đầu tiên để tạo ra cái layout này ấy, thì đầu tiên là các bạn nhìn thấy tạo ra ô product nó rộng. Là rộng gì? Rộng 400 này. Cái thằng này hình ảnh nó full 100 này. Cái class text này này thì có title đúng không? Thì ở đây mình sẽ cho một cái là gì? Điện thoại chính hãng này. Code. À, mọi người để ý là trong cái ô code của chúng ta nó có gì nữa? Nó có một hai cái giá, giá sau khuyến mãi và đã khuyến mãi. Trước khuyến mãi là đã khuyến mãi đúng không? Thì ở đây code. Thì ở đây mình sẽ cho hai cái ô khuyến mãi và là 2 triệu đi. Giảm giá thành còn 1 triệu chẳng hạn. Rồi, và mọi người thấy là tất cả thằng này nó màu đỏ, đúng không? Màu đỏ để cho code vào đây màu đỏ. Đấy, code. Màu đỏ luôn. Color red đúng không? Và thứ hai nữa là cái thằng thẻ P này này, và mọi người nhìn thấy cái thằng này gạch chân không? Gạch chân nó thì mọi người cho đây này, ở đây mình sẽ cho là thẻ U. U là gạch dưới đúng không? Vậy gạch chân thì mọi người còn nhớ cái thuộc tính gì nhỉ? À, gạch chân thì chúng ta sẽ gây là sale chẳng hạn, gọi là ở đây mình sẽ đặt tên cho class là before sale, before origin sale price, mình ghi là price đấy. Còn đây là mình sẽ để cho class là sale price, sale đã sale đó, sale price đấy. Thì đây
À, để nó cry đi, nghe nó hợp hơn. À, sẽ để là origin, tức là cái giá gốc và giá sale, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ làm nha. Origin trừ price. Và các bạn chú ý này, nếu như mình để price này, price thì tất cả cái ô này là chữ màu đỏ thì tất cả những thẻ bên trong đều ăn chữ màu đỏ hết. Thế nên là mình để cái chữ màu đỏ ở bên ngoài để cho hai thẻ đều ăn, đỡ phải khai báo nhiều. Đấy. Origin price thì mình sẽ cho một cái là text decoration là light through. Đấy. Bây giờ là các bạn sẽ nhìn xem liệu là mình chỉnh sửa xem còn cái gì chú ý không. Đấy. À, ok. Nó đã hòm hòm rồi đó. Hòm hòm này rồi. Thì bây giờ làm sao để cho nó một cái nhìn này, các bạn nhìn thấy là à, để ô này nhìn nó rõ hơn ấy thì mình sẽ cho một cái border đi. Border để cho nhìn rõ hơn. Đó. Câu quen thuộc nó sẽ là một page solid. Black. Câu này câu quen thuộc luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ này. Đấy, a à, ô này nó ra rộng ngay cơ mà. Đúng không? Nó rộng như thế này. Thì làm sao để nó full 100%? Đấy, để cho tấm ảnh nó full 100%. Đã full chưa? Nhìn này. Tấm ảnh chưa full. Thằng này full rồi. Đấy, đúng không? Thì bây giờ làm sao để cho tấm ảnh full? Thì chấm product cách image. Đấy, width 100%. Xong. Full luôn. Đấy. Ở đây nhìn anh em nhìn thấy nó vỡ thì tất nhiên là mình cho cái thằng này quá to. Đấy. Thực ra cái thằng này nó ảnh thì mình chỉ để tầm 300 thôi. Đấy, 300 thôi nhìn nó được vỡ. Đấy, 300 thôi nhá. Thì để cho hình ảnh này ấy. À, hình ảnh vỡ này này. Các bạn hoàn toàn có một cái là cách là để nó kéo giãn ra nhìn nó hợp mắt hơn. Thì các bạn phải đây là Object Fit. Hướng dẫn luôn này, Object Fit Cover. Nếu để cover thì nó không bị vỡ ảnh. Đấy, thì nó khớp hơn nhá. Nó khớp hơn. Rồi, thì trong trường hợp này các bạn nhìn thấy là à, chúng ta đã có một tấm ảnh như thế này. Rồi, thế chữ này đã ra giữa chưa? Chưa ra giữa. Thì đầu tiên là chữ này phải ra giữa này. Chữ này ra giữa thì text align center đơn giản. Chữ này in đậm, cho in đậm. In đậm trên này luôn. In đậm trên chỗ bright. Phong width bold. Đó. Cái thẻ này là thẻ gì đây? À, thẻ nào in đậm. In đậm xong rồi đó, và cái thằng nào là ra giữa, cái title ra giữa. Thì mình này. Cách mà chúng ta liệt kê này, mình phải trang trí title trước thì ở đây. Title. Cho đây là gì? Text align center. Và chúng ta sẽ được cái giao diện như trên. Đấy, đúng không? Rồi, ok, đặt. Vậy là chúng ta đã xong. Lo hai cái này nữa xong. Hai khối này chúng ta để đâu? Đúng không? Thì chúng ta lưu ý là nó ở cùng hình ảnh. Nó ở đâu? Nó bây giờ mình sẽ căn là theo cái khối to này nhất đi. Khối to này nhất thì mình sẽ là để đây. Trên đầu nó. Khối này mình sẽ để là hot và đặt tên là hot và một tên là phần trăm tầm giá đi. Thì đây là hot. Đặt tên chữ mà mình muốn thôi. Hot đúng không? Ở đây thêm một cái nữa là gì? À, sale phần trăm chẳng hạn, đúng không? Chấm sale. Sale phần trăm, đây là sale price, còn đây là sale phần trăm nhé. Mình để là trừ 12%. Rồi, thì bây giờ các bạn hãy cùng làm màu đỏ, chữ ra giữa và chữ màu trắng, nền màu đỏ, chữ ra giữa, đúng không? Hãy nhớ những cái đấy. Thì đầu tiên này, hai thằng này nó đều chung gì? Nó đều chung một cái là đều cái tông màu của nó giống nhau, đúng không? Thì mình sẽ là đây là chấm hot phải, tức là trang trí cả hai cái cùng một lúc giống nhau, chấm sale. Tí mình sẽ trang trí riêng lại sau. Đấy, màu đỏ background red, chữ màu trắng color white và sao. Rồi, độ rộng khoảng một mình sẽ để 50 đi, width 50, h 50, line 2 50. Line 2 điểm gì nhỉ? Line 2 điểm ra cái chữ của chúng ta căn theo chiều chiều dài. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem nó ra cái gì, đúng không? Rồi, ok, hot này đúng không? Chính xác. Bây giờ tách cái này ra giữa bên giữa chưa? Chưa. Thì bây giờ mình phải tách align sẽ được. Bây giờ chữ này nó in đậm đúng không? Cho in đậm vào thì nó đẹp hơn. Phong web bold. Đấy, nhìn lại.
Đấy, con nhìn thấy đâu, nó đẹp hơn. Đúng không? Ấn vào đây. Đấy. Đúng không? Text ở line center sẽ không được. À, ở đây mình gõ nhầm. Con nhìn thấy. Nhìn tại sao nó ấn vào đây biết ngay. Ấn vào đây. Không ăn được thì mình do mình gõ nhầm ở line mà. Đấy. Được rồi, mình ăn luôn đây. Rồi, ra giữa. Làm sao để ô này lên ô cùng ô này, đúng không? Cho position. Đó, position. Đấy. Thực ra là mọi người, nếu như mọi người này, mình sẽ có một cái mẹo này nữa, làm thế này thì nó sẽ không hay bằng cách là nhỉ. Cái này mọi người sẽ để là băng rôn. Đó, banner chẳng hạn, một cái là một cái ghim sticker đây. Mình đặt là sticker để dán. Đấy, thì mình đặt tên vào đây. Tức là hai cái nick này chung một cái sticker. Vậy thì nó ăn này, còn cái hot và sale này thì tí nữa mình chỉ cần chỉnh một cái thông số khác nhau thôi. Đấy, thì ở đây mình dùng chung cái là sticker. Rồi, để chung là absolute. Absolute. Rồi, để là top 0. Top 0. Rồi, nó căn theo absolute, nó căn theo thằng cha. Thằng cha gọi là để là gì? Position. Relative. Đúng không? Bây giờ chúng ta đấy, cả hai đều là gì? Cả hai đều là top 0 nên là ở đây. Đó, thì là cái duy nhất là thằng này khác là thằng sale và thằng này khác nhau điểm gì? Thằng hot thì nó sẽ là left 0 điểm. Đó. Còn thằng sale khác nhau của nó là gì? Right 0 điểm hoặc không biết sale, đúng không? Không biết sale. Đấy, đây chính là gì? Đây chính là một cách khác biệt thì chúng ta chỉ là cái class này chỉ khác nhau này thôi. Còn cái sticker dùng chung được thì mình để làm một cái class riêng. Đấy, ấn nó đây. Đấy, và các bạn đã hoàn thành xong được cái bài này. Đúng không? Ok chưa? Và có một cái nữa là nếu như các bạn mà nhìn muốn cái màu trắng này nó ná ná này ấy, thì các bạn vẫn có thể làm được nha. Thì tạm thời các bạn chỉ làm cần làm này thôi là được rồi. Vậy là chúng ta đã xong được cái bài như trên. Đúng không? Rồi, trong bài này thì mọi người có thắc mắc gì không? Mọi người có thắc mắc gì không? Ok rồi đúng không? Đấy. Thì ở đây là mình chữa bài tập thì có thể mọi người sẽ về làm lại dựa theo cái video nhé. Những bạn nào không làm được thì làm lại. Còn những bạn nào mà đã làm được rồi thì hãy sửa lại nhé. Sửa lại theo cái hãy dừng video lại và hãy code theo cái ý của mình trước. Nếu như khó quá thì bắt đầu tí nữa mình xem video sau. Đừng xem video vừa các bạn vừa xem video vừa code ấy là mình đảm bảo các bạn không hiểu gì đâu. Các bạn chỉ đang code theo thôi. Nhá. Ok chưa? Các bạn phải làm sao tắt video đi mà các bạn code được như này. Thì tức là các bạn đã thành công. Tiếp theo chúng ta đến bài tập. À, bài tập này bài tập cơ bản. Ui, cơ bản mà đã thế rồi, nâng cao xem nào. À, nâng cao. Nâng cao thì thực ra là các bạn chỉ để ý là cho bốn cái ô này lên trên thôi, không có gì cả, đúng không? Thì ở đây mình đang có tiện thể mình đang có đúng không? Thì cho ở đây là mình sẽ cho bốn cái ô này lên trên. Mình sẽ copy cái ô này đã tuyệt vời rồi đúng không? Thế là sao? Các bạn hãy làm một ô nó chuẩn chỉnh thì các bạn copy sang này. Các bạn hãy đầu tiên các bạn hãy để cho mình một cái, đó chính là ở đây các bạn hãy để là hết một sản phẩm end gọi là sub product đây. Tức là các bạn hết một cái product ấy, các bạn ấn cần chân hỏi cho mình comment á. Đấy, thì các bạn copy nó mới không được nhầm. Đấy, đây là một cái mẹo nhá. Được chưa? Đấy, rất là rõ ràng luôn. Không nhầm, mình có 3 cái sản phẩm thì mình sẽ copy 3 cái. Rồi, 3 cái xuống một dòng. Tại sao lại xuống một dòng? Ô, đơn giản là thì xuống một dòng. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ deep mà. Thì để lên một dòng thì chúng ta phải dùng display inline block. Đó, hai là chúng ta sẽ dùng một cái là cho tất cả những thằng này này. Đấy, vào đây. Cho tất cả thằng này. Và trong một cái là class list product. Đấy, và mọi người nhìn này. Đấy, và mọi người nhìn thấy là list product ở đây. Và mọi người vẫn thấy không có điều gì xảy ra đúng không? Và cái list product của chúng ta sẽ đây. Đấy, để làm gì thì làm. Đấy, thì tạm thời chưa làm gì đúng không? Ok. Thì mình sẽ cho cái tất cả thằng product này nó cái nó là float left. Thì tất cả này lên một dòng. Đấy, mọi người thấy lên một dòng. Nhưng mọi người để ý à, cái khi tất cả thằng con nó lên một dòng mà thằng cha ấy nó bị chiều cao của nó không.
thì trong CS mình có hướng dẫn một bài, đó chính là bị sập độ cao. Thì mọi người nhớ cho mình là phải cứ cho tất cả thằng con vào lốt lét thì cần phải thằng cha này phải thêm một cái nữa là Clefix. Đây. Mọi người vào đây. Không, mình cho lại cho mình cái đoạn dài nhất được. Đây, copy. Thì mọi người ấn vào đây. Chưa cần chưa cần ấn vào đây nhé. Rồi copy cái thằng Clefix dán vào thằng thằng to nhất. Đấy, dán đây. Thế là xong. Và lúc này mọi người nhìn này. Từ thằng cha của nó độ cao của nó là 9578 này. 9587 và nhân 0. Rồi mình refresh lại. Đấy mọi người xem này. Thằng cha của nó đang ôm, tự động ôm lấy toàn bộ thằng con. Đấy, đấy là cái tác dụng của thằng Clefix nha. Ok, vậy là chúng ta đã xong được bài tập nâng cao. Không có gì cả, đúng không? Khá đơn giản thôi. Rồi, tiếp tục đến bài số 4. Chúng ta sẽ làm là bài tập về nhà. Đấy, đây là và sao? Hãy rep con ship như hình dưới là sao? Ở chế độ màn hình to thì chúng ta sẽ được này, còn chế độ màn hình bé chúng ta sẽ được này, đúng không? Thì ở đây các bạn nhìn thấy này, hình to này và chế độ hình bé thì nó sẽ xuống một dòng, đây xuống một dòng. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng cùng nhau hãy xem này, chế độ hình to là mình sẽ để là như này, hình to thì mình đang để là sao? Là 4 ô trên một hàng. Vậy thì hình bé để làm sao hình bé mà nó xuống thẳng được? Đấy, nó tự động nó xuống dòng rồi. Riêng bản thân thằng Clefix nó cũng rất hay là nó tự động xuống dòng. Đấy. Tuy nhiên ấy là mình đang muốn để các bạn nó hiểu rõ hơn về một cái thằng gọi là media query. Đấy nhá, media query thì ở đây này. Ở đây mình sẽ có một cái lưu ý với các bạn là gì? À ở đây chúng ta hoàn toàn có thể viết theo một cái là phần trăm, nếu như các bạn đây là các bạn đang thích cứng. Thích cứng ở đây là gì? Các bạn đang để cái thằng này nó đang là một cái độ cao là một cái là 300. Thế nên là nếu như không đủ, nếu không đủ thì nó bắt đầu nó xuống dòng. Còn trường hợp mà các bạn nên để cái thằng này lên để là phần trăm nhá. Lên để là phần trăm để nó nhìn nó đẹp hơn. Nó rep on ship nó không bị vỡ này. Nó không bị vỡ này. Đấy mà nó rep on ship theo ý muốn của mình thì ở đây này. Ba cái thì mình để là 30%. Thấy chưa? 30%. Đấy. Còn 10% còn lại thì mình sẽ để cho là cái margin đi, margin hai bên đi. Đấy, các bạn nhìn ra, đấy, bọn gìn hai bên, đúng không? Ok, tìm có một cái nữa này. À, có một cái nữa, là nha. Khi bọn gìn hai bên này, đúng không? Rồi, tôi làm sao để các bạn đang để là phần trăm, các bạn kéo vào, thì lập tức là ô này, cái này nó tự động nó căn theo phần trăm của bạn. Đấy, càng kéo càng nhỏ. Vậy đến một mức nào đó, nó càng bé, đấy, nó càng bé, thì nó không xuống dòng nữa. Thì làm sao thì trong trường hợp này thì các bạn hãy dùng một cái gọi là media query. Đấy, media select. Ở đây, mình copy thằng này vào. Mình cũng không nhớ cú pháp đâu nhưng mà mình sẽ copy vào. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái đoạn này này, khi mà các bạn để max width là 600, tức là nó từ chiều rộng từ 0 cho đến 600 thì cái câu lệnh này sẽ được ăn, nó được ăn, còn lại thì không được ăn. Thì trong trường hợp này nếu như ở trong dưới 600, tức là mình muốn đầu bài sẽ là gì, từ dòng, tức là từ cái pixel 576 pixel làm sao mình ở đây 576 pixel thì lập tức CS bên này sẽ được ăn, thì mình sẽ để từ cái này 25% một ô, nó 25% một ô thì ở đây mình sẽ cho là 100% một ô để nó phun cả một dòng, đúng không? Đấy, nhìn nhanh. Đấy, kéo về này, 576 này. Đấy, các bạn nhìn ra,
khi 576 thì lập tức cái giá trị của chúng ta như này, cái giá trị block của chúng ta không còn là 300% nữa mà đã được ghi đèn bởi 100%. Vậy là lý do chúng ta có thể xem được và cho thêm cái margin top nữa, đúng không? Margin top. Margin hai trên dưới sẽ là 10. Còn hai bên sườn thì sẽ là 0. Đấy, và mọi người nhìn đây. Đấy, thì đây chính là cách mà rep ship. Ok chưa? Vậy là chúng ta đã xong bài tập này. Rồi. Rồi, bài tiếp theo là chúng ta sẽ dùng một cái để căn layout. Đó, layout nó là nha. Ở đây là bài layout là làm sao để project. Thì project này ấy, thì buổi của ngày mai thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách làm project nha. Hướng dẫn bootstrap. Mai sẽ làm bootstrap, còn hiện tại hôm nay chúng ta sẽ làm theo kiểu là làm layout trước. Để biết là tất cả những cái trang web layout là gì. Layout là những cái này, trang web này nó đều có layout, tức là các bạn nhìn thấy là tất cả cái khối này nó đều chia theo một cái tỷ lệ nào đó. Đấy, thì đây chính là những layout căn bản nhất. Thấy chưa? Thì đây mình sẽ chia layout ra nha. Đầu tiên là tạo được đúng cái khối, ba cái khối này nha, thì là nó hợp lý. Các bạn hãy làm sao căn được đúng cái khối đấy là được. Rồi mình xóa đi nha. À, trong lúc mà mình xóa đi thì mọi người có thắc mắc gì về thằng Meta Query hay là cái bài vừa rồi không? Mọi người có thắc mắc gì về cái bài tập vừa rồi không? Ok. Cường thì không đúng không? Còn các bạn khác? Rồi, ok. Chúng ta tiếp tục nhé. Rồi layout chúng ta sẽ làm layout đầu tiên là có một cái thẻ P, thẻ div này, thẻ div này. Mình chỉ làm phân khối này thôi, còn cái chữ này không quan trọng, mình chỉ cần phân khối được này. Div đúng không? Và đây các bạn để đây là cái div to trước, sau đó là đến một cái div footer thì mình sẽ phân nhanh. Đầu tiên chúng ta sẽ là header trước đúng không? Header cho cái div header. Tiếp theo, div là div navigation bar. Nav bar. Tiếp theo là div, để cái div to, khối này mình gọi là content đi. Khối này mình gọi là content. Rồi. Tiếp theo nữa là gì? Footer. Đây, cái khối này là gọi là footer đây. Đây là footer này. Đấy, về đây mình sẽ trang trí nào. Cái này thì mọi người dùng được nhá, dùng được thẻ header, nhưng vấn đề là mình thì mình thường hay sử dụng là dùng thẻ div và cho class vào. Chứ bình thường thì mình sẽ không dùng cái thằng thẻ header và thẻ nav kia. Còn mọi người hoàn toàn có thể cho được, thoải mái, không thành vấn đề gì nhá. Rồi, qua lại bài hôm nay chúng ta tiếp tục. Rồi, ở đây là mỗi ô mình sẽ để là để đầu tiên căn dễ nhất. Thì cách đầu tiên mọi người phải để div này, để một cái là border để chúng ta nhìn thấy cái thực tại nó ra sao đấy. Một px solid black để nó dễ căng, dễ canh, đúng không? Black. Rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy. Rồi, trong này mình sẽ có là ô này 100% thì mình sẽ cho một cái ô là width 100% và làm sao hai cái hai của mình sẽ để là bao nhiêu? 50 px, đúng không? Thì đầu tiên header. Tiếp theo lắp 50 gì cứ xem. Rồi, content ở đây mình sẽ để là 300 pixel. Footer mình để là 100 pixel. Mình căn cho nó cái chiều cao trước, tức là mình không phân khối trước, khối này là 1, khối 2 là 2, cả cái khối giữa này là 3 và footer là 4, và mình xem kết quả. Ủa sao lại không có nhỉ? Rồi, chúng ta nhìn thấy đúng không? Rồi, ba khối được nhảy không? Các bạn phải căn được ba khối nhảy trước đã đúng không? Rồi bắt đầu chúng ta sẽ cùng
nhìn vào hình này. À, riêng cái khối content chúng ta lại chia thành hai khối tiếp, đúng không? Khối này và khối này. Và mọi người hãy chú ý này, này. Content mình chia ra hai khối tiếp, mình ấn vào đây. Đánh chi tiết. Tức gì? Cái bản thân của layout ấy là chúng ta phải làm sao? Làm layout, làm cái khối to trước, bắt đầu chúng ta mới làm từng khối bé. Nhá. Trong cái khối này thì mình có hai khối, khối này thì mình sẽ gọi là gì? Đây này. Khối này mình gọi là content section này, một cái khối index chẳng hạn nhá. Thì đây mình sẽ để gọi là left và khối right đi. Khối left block và right block. Rồi, chúng ta hãy nhìn đây. À, thôi mình refresh nhầm rồi. Rồi, hai cái ô này không có chiều cao đúng không? Cho chiều cao bằng thằng cha luôn. Đấy, hai thằng này. Hai 100%. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Ô, nhìn này. Tất cả các bạn nhìn thấy là à khối này này mình để cho nó màu sắc hơn này. Đấy, các bạn nhìn thấy hai khối này ok đã full 100%, đúng không? Nó đè xuống, tức là nó vượt qua cả thằng cha luôn, tại vì thằng cha nó đang set chiều cao cứng. Các bạn để ý này, khi chúng ta set chiều cao cứng của thằng cha thì lập tức thằng con nếu mà nó cao hơn, nó cao hơn nha. Mỗi khối là 100%, đó, vậy thì hai khối là 200% rồi. Nó dài hơn thì bắt buộc nó phải đi đè ra. Ok chưa? Vậy thì làm sao để cho hai thằng này lên cùng một dòng? Thì làm sao? Float. Float left. Rồi, và mọi người nhớ là cứ float left thì thằng cha của chúng ta phải làm sao? Float left thì thằng cha bắt buộc của chúng ta. Float left này mọi người chú ý thêm một cái nữa này. Đây, float left thì thằng này là chiếm 30%, 70% thì width 70, 30. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy, một thằng này và một thằng này đúng không? À, tuy nhiên hai thằng này nó chưa lên cùng một dòng. Tại sao chưa lên một dòng? Thì mọi người chú ý này, thằng này 30% đúng không? Thằng này là 70% đúng không? Là cộng vào là 100% chưa? 100% rồi. Nhưng các bạn tính theo một cái pixel của cái border này nữa. Khi mọi người tính thêm một cái pixel này thì mọi người tức là mọi người đã bị tràn ra một cái pixel rồi và lập tức nó mất xuống dòng. Thì để khắc phục kinh nghiệm này, đúng không? Thì hiện tại là mình sẽ để đây là gì? Là xóa thằng border đi. Đấy, thì thằng này sẽ lên. Đấy, mọi người thấy không? Rồi, lên cùng một dòng. Đấy nhá, và mọi người nhớ thằng cha này. Đấy, lên cùng một dòng này. Đấy, ok chưa? Rồi, đấy là tất cả những cái gì mà mình chia layout. Thì để nhìn rõ hơn ấy. Để nhìn rõ hơn thì mình sẽ làm sao? Cho cái thằng này màu đi. Cho những cái thằng nào chiều cao này mình sẽ để màu đi. Rồi, chúng ta cùng nhìn. Đấy, thì đây chính là khi mình cho màu vào thì nhớ nhá, khi chúng ta để là border box đúng không? Đấy, mọi người nhớ này. À, chúng ta vẫn chưa để là border box thì vấn đề ấy là các bạn hiểu là khi chúng ta set border box này. Luôn luôn phải có thằng này đầu tiên. Đấy, thì các bạn nhìn thấy nó sẽ tất cả những cái này nó được kịch vào này. Thì bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ là thằng 30, thằng 70 là 100% rồi. Vậy và chúng ta cho thêm cả border 1 pixel nữa thì lập tức là cái khối này nó cũng hơn 100%. Vậy thì nó sẽ tự động tràn xuống nha. Thì đây là những cái lỗi mà chúng ta sẽ ít khi để ý. Ok chưa? Rồi, chúng ta cùng đi đến phần tiếp theo là phần thằng này. À, khối này hai khối này giống hệt nhau nhưng cái phần giữa này
cái phần này và phần này đã chia tiếp 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 tục không? Thì tức là ý của mình sẽ làm sao? Hãy làm khối to trước, khối bé để sau. Khối này và khối này khối to đấy không? Vậy thì bên mình sẽ chia thành hai khối bé. Khối to chính là khối right block. Mình sẽ chia thành một cái là main content và extra content, đúng không? Đoạn để ý này. À, bây giờ thằng này chiếm chiều cao là 30, thằng này chiếm tầm cao 70, thằng này chiếm chiều cao là 30 thôi. Đấy, đã thế thì ở đây mình sẽ rồi chúng ta vẫn chưa có gì tại vì chúng ta chưa cho một cái nội dung đúng không, đã có hát rồi nhưng vấn đề là có chiều rộng chưa, chưa có, hoặc là chúng ta cho họ thêm một cái nội dung ở đây rồi. À vẫn chưa có à? Để chúng ta tại sao chưa có nữa này, rồi chúng ta nhìn này bên của anh trà nó à đã có rồi đấy, đã có rồi nhưng mà chưa đổi màu đúng không, chưa có màu. Đúng không? Đây mình sẽ ghi là orange. Xanh lá đâu? Đây. Màu xám đi. Rồi, như các bạn thấy là đã thành công đúng không? Đỏ xanh lá đây, đã chia phân chia thành hai cái layout con mới làm trong layout to. Thì đây chính là cái layout. Ok, thì đoạn này có nhiều layout khác, ví dụ ở đây, khối đầu tiên là khối này, khối thứ hai là khối này, khối thứ ba là khối này. Trong khối thứ hai chúng ta đã phân chia thành float 3 khối nhá. Yeah. Ok chưa? Và đừng quên cái thằng cha phải làm sao? Có graphic nha. Rồi, khối tiếp theo. Khối này khối 1, khối này là khối 2, khối này khối 3, ba khối to nhất, được chưa? Trong khối này lại khối con, tức là sao? Dọc, dọc, dọc. Đấy, thì tức là gì? Đây là khối 1, khối 2 và khối 3. Trong cái khối này lại gồm ba khối con, 1 2 3. Đấy là phân chia nào thì tùy mọi người nhá. Thì một trang web luôn luôn sẽ cấu tạo bởi các layout. Ok, thế trong trường hợp này thì mọi người có thắc mắc gì về bài tập hôm nay không? À hai giải đó thì mọi người cứ dùng, thực ra mục tiêu của nó chỉ là cái ý nghĩa để con bóp Google nó đi săn thôi, đi tìm mình thôi, chứ còn bình thường mọi người không cần phải quan tâm lắm về cái đấy nhá. Rồi thì bài hôm nay mọi người có thắc mắc gì về bài chữa hôm nay không, hay có người muốn cải thiện không? Ok, dùng Flex thì chưa thì cực kỳ tốt, mình thì khuyến khích mọi người nên dùng Flex. Dùng grid à dùng grid cũng được nhưng vấn đề là mình rất ít khi dùng grid nhá. À thực ra các bạn dùng thế thôi nhưng bản thân của mình thấy dùng cái kia đủ dùng rồi nhá, thế nên là mình sẽ không dùng grid. Mình bản thân mình thì không dùng grid thôi nhưng mọi người sẽ dùng grid nhá. Bao giờ khi mà các bạn mà muốn dùng grid, cái grid thì các bạn sẽ dùng kiểu này này, có một cái được gọi là Mansory. Là ô gạch đây, mọi người nhìn thấy tức là cái ô gạch này nó không làm sao chiều cao chiều rộng nó không khớp nhau, nhưng vấn đề là nó vẫn làm sao nó xếp với nhau thành một hàng nhanh đấy như thế này. Thì đây người ta gọi là Mansory ô gạch, thì cái grid nó rất thích hợp để làm thằng Mansory. Ok chưa? Ở đây mình sẽ gửi cho các bạn nhé cái từ khóa Mansory. Rồi ok, người đàn ông xin lỗi đấy nó vui vui một tí đúng không? Ok, ngoài ra còn cái vấn đề nào được không?
Mọi người có vấn đề nào nữa không? Ok rồi đó. Rồi, thì hôm nay chúng ta bài tập đến đây là hôm nay mình chuyện đến đây thôi. Vậy là chúng ta đi qua các phần CS đã hoàn tất đúng không? Thì ở bài ngày mai chúng ta hãy online và trước khi từ giờ đến tối ấy, thì các bạn hãy về làm lại những cái bài này để nó thuần thục nhá. Buổi hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau thực hành về bút chát. Bút chát là gì thì trong bài kia thì mình sẽ có hướng dẫn nhá. Thì trong trường hợp mà các bạn vẫn chưa xem hoặc là mình vẫn chưa làm kịp thì có thể là các bạn hãy làm sao? Hãy về xem lại bút chát cho mình và buổi sau mình sẽ hướng dẫn lại một chút và sẽ cùng thực hành về bút chát để tạo ra một trang web giao diện để tuần sau chúng ta bắt đầu chỉ tập trung vào logic và JavaScript mà thôi nhá. Ok, đến đây thì mọi người có thắc mắc gì về về cái dự kiến tiếp theo không? Buổi ngày mai chúng ta sẽ luyện tập về bút chát, chính vì vậy mọi người tối về hãy xem cho mình cách sử dụng bút chát ra sao nhá. Ok mọi người, ok. Bootstrap nào cũng được nhé. Mọi người Bootstrap mới nhất, bản mới nhất cho mình, Bootstrap 4 đi nhá. Mọi người hãy cố gắng đọc lại cái tài liệu về Bootstrap cho mình và xem lên Google xem cho mình cách hướng dẫn sử dụng để buổi sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cách vận dụng nó y hệt nhảy vào cái một cái ví dụ thực tế như thế nào. Đó. Buổi hôm nay chỉ là buổi vận dụng thôi, còn mình sẽ không đi sâu về kiến thức căn bản nữa nhá. Ok, buổi hôm nay chúng ta là kết thúc nhá. Ok mọi người ngày mai nhớ đến sớm, online sớm cho mình nhé. Ok, xin chào mọi người.